có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm Hoàng Gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV, gia cư vẫn tiếp tục là thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay sau khi các chuyên gia xác nhận là mục tiêu xây dựng 1.200.000 ngôi nhà mới của chính phủ không thể thực hiện được nếu không có thêm 90.000 thợ xây dựng trong 3 tháng tới. Cũng liên quan đến gia cư, chính phủ liên bang và các tiểu bang đang tìm sự đồng nhất trong việc thông qua loại nhà gọi là modular housing để đáp ứng nhu cầu khan hiếm hiện nay. Tại Tasmania, Đảng Tự do đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng quốc hội vẫn sẽ là một quốc hội treo vì Đảng Tự do không có đa số. Trong khi đó, tại Nam Úc, lãnh tụ Đảng Tự do khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, mặc dù đảng này vừa bị mất đi một đơn vị mà họ đã sở hữu hơn 100 năm qua. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Ba ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin về gia cư, mục tiêu nhà ở bị đe dọa bởi tình trạng thiếu thợ lành nghề. Một chi tiết đơn giản có thể làm sáng tỏ kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ lao động Albanese nhằm xây dựng hơn 1 triệu ngôi nhà trong 5 năm tới và chỉ có 90 ngày để giải quyết vấn đề. Chính phủ Albanese đã cam kết xây dựng 1.200.000 ngôi nhà trong vòng 5 năm, nhưng để đạt được mục tiêu đó, nước Úc cần có thêm 90.000 công nhân xây dựng lành nghề trong 3 tháng tới. Giám đốc điều hành công ty xây dựng Master Builder, bà Danita Wong, cho biết con số 90.000 thợ lành nghề trong 3 tháng nghe có vẻ phi thực tế, nhưng đó lại là sự thật. Và con số này thực sự phản ánh những khó khăn mà nước Úc sẽ gặp phải nếu không giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động để đáp ứng mục tiêu xây dựng 1.200.000 ngôi nhà trong vòng 5 năm. Theo bà Danita Wong, thì hiện đang có 3 vấn đề chính mà chính phủ cần tập trung vào. Thứ nhất là di cư. Nước Úc hiện đang có một số lượng lớn nhân công lành nghề trong lĩnh vực xây dựng, nhưng giấy phép hành nghề của họ lại không được công nhận theo luật pháp của Úc. Thứ nhì là đào tạo nhiều người Úc hơn, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường cũng như những người muốn thay đổi nghề nghiệp để có một mức lương cao hơn. Và thứ ba là nên kêu gọi những người nghỉ hưu trở lại làm việc nếu họ đã từng làm việc trong lĩnh vực xây dựng trước đây. Bà Wong cho biết, tình hình hiện tại thực sự rất khó khăn và để chống lại cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, các nhà phát triển đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới từ Nhật Bản cũng như từ nước Đức. Sau khi công ty xây dựng Mervec giới thiệu khái niệm nhà ở modular đến Úc, một kỳ công có thể giảm hạ quá trình xây dựng xuống chỉ còn 12 tuần lễ cho một căn nhà mới. Cũng tin về gia cư, thúc đẩy nhà ở kiểu modular vì tình trạng thiếu thợ xây dựng. Mục tiêu xây dựng 1.200.000 nhà mới đầy tham vọng của chính phủ Albanese có thể bị đe dọa do thiếu thợ xây dựng lành nghề.
Thế nhưng ngành này đang có một kế hoạch đổi mới để đưa hoạt động xây dựng trở lại đúng hướng. Nhắc lại là Đảng Lao động đã cam kết xây dựng 1.200.000 ngôi nhà mới trong 5 năm tới, nhưng cần phải có thêm 90.000 công nhân xây dựng trong 3 tháng tới thì mới có thể đạt được mục tiêu này, và ngành xây dựng đã gần như rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuy nhiên, bà Danita Wong, giám đốc điều hành của Master Builder Australia, nói với Nine News, lĩnh vực xây dựng đang có một cách tiếp cận mới có thể giúp nguồn cung nhà ở được đẩy nhanh. Đó là hình thức xây dựng những căn nhà tiền chế được gọi là modular housing. Loại nhà này, nếu được chấp thuận, sẽ được xây dựng nhanh hơn, rẻ hơn vì chúng cần ít lao động hơn so với loại nhà gạch tiêu chuẩn tại Úc. Theo sự dẫn đầu của các nước đã đi trước như Nhật Bản và Đức, công ty xây dựng Mervec đang thử nghiệm công nghệ này ở Úc. Stuart Panklis, giám đốc điều hành phát triển của Mervec cho biết, chúng tôi có thể giảm việc xây dựng những ngôi nhà đó để tránh bị ngập nước trong vòng 12 tuần. Ông Panklis cho biết, việc xây dựng nhà ở modular cũng đang gặp phải tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng, bao gồm cả sự gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Khoa học Ed Husic cho biết, lần đầu tiên các chính phủ đã làm việc cùng nhau để xem xét một cách nghiêm túc về nhà ở dạng modular. Chính phủ tiểu bang và liên bang đang hướng tới việc loại bỏ những quan liêu cũng như các quy định liên quan đến xây dựng và tài chính theo mô hình mới sẽ được công bố vào giữa năm nay. Tin về gia cư, dư thừa dự án, gia tăng chi phí, giảm hạ lợi nhuận trong ngành xây dựng, theo chuyên gia. Người đứng đầu một trong những công ty xây dựng lớn nhất nước Úc, ông Scott Hutchison cho biết, ông được mời làm công việc xây dựng nhà ở trị giá hàng tỷ đô la mỗi tháng trong năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của công ty ông đã giảm 86%. Chủ tịch công ty xây dựng Hutchison Builders, Scott Hutchison cho biết, tình trạng dư thừa nhu cầu nghịch lý là lý do khiến lợi nhuận giảm hạ, trong khi chi phí thì lại gia tăng. Ông Hutchison nói rằng, điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng khi doanh thu của chúng tôi tăng lên thì lợi nhuận ròng đã giảm hạ. Theo ông Hutchison, thì công việc xây dựng trở nên tốt hơn khi một nhóm thợ cùng làm việc trong một thời gian dài, nhưng rồi đột nhiên trong thời gian bùng nổ, nhóm thợ này phải chia thành nhiều nhóm nhỏ, dẫn đến sự kém hiệu quả trong công việc khiến lợi nhuận giảm hạ. Ông Hutchison cho biết, 2 năm trước ông đã đảm nhận một số lượng lớn công việc với giá cố định, nhưng chi phí lại tăng từ 30 đến 40% do tổn thất về hiệu quả và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Đặc biệt là việc khan hiếm lao động lành nghề trong ngành xây dựng. Báo cáo thường niên năm ngoái cho thấy, mặc dù lợi nhuận của công ty Hutchison Builder đã giảm mạnh, nhưng doanh thu thực tế vẫn tăng 17% so với năm tài chính trước đó. Và đó là minh chứng cho sự dư thừa dự án nhưng lại thiếu hụt nhân công. Ông Hutchison cho biết, một số dự án xây dựng nhà cao tầng ở Brisbane đã bị đình trệ vô thời hạn vì chúng không còn khả thi ở mức giá hiện tại. Nhiều nhà thầu xây dựng đang chờ đợi sự bùng nổ giảm bớt hoặc chi phí vật liệu xây dựng giảm hạ trước khi tiếp tục các dự án đó, nhưng không ai biết chắc khi nào điều này mới xảy ra. Cũng liên quan đến thị trường gia cư, vì sao nhà giá rẻ không được xây dựng? Chủ tịch tập đoàn xây dựng Consolidated Properties Group ở Brisbane, ông Don O'Rourke cho biết, nước Úc cần tuyển dụng thêm những người nhập cư có tay nghề cao hoặc nhanh chóng gia tăng lực lượng thực tập sinh để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành xây dựng hiện nay. Cũng theo lời ông O'Rourke, thì nếu không có sự trợ cấp của chính phủ, doanh nghiệp của ông không thể xây dựng một căn hộ 2 phòng ngủ với giá dưới 1 triệu đô la. Ông O'Rourke nhấn mạnh rằng giá 1 triệu đô la của năm 2024 tương đương với 450.000 đô la cách đây 4 năm. Do đó, nếu không có sự trợ giúp của chính phủ, ông O'Rourke sẽ chọn xây dựng những căn hộ cao cấp ở khu vực đắt đỏ để bán cho những người giàu có. Ông O'Rourke nói rằng 70% người mua của ông là đến từ các vùng ngoại ô phía Tây. Họ thường là những người chủ sở hữu nhà nhưng đang muốn thu hẹp quy mô nhỏ hơn và đa số họ là những người thuộc thế hệ Baby Boomer, tức là nhóm người giàu có nhất tại Úc. Về phía chính phủ, Thủ hiến Stephen Miles đã nói với đài phát thanh ABC Radio Brisbane rằng chính phủ đã bác bỏ khả năng cắt giảm thuế trước bạ như một cách để giảm hạ giá nhà. Theo Thủ hiến Queensland,
thì khoản trợ cấp cho người mua căn nhà đầu tiên là cách tốt nhất để giảm bớt chi phí nhà ở mà không đẩy giá lên cao hơn nữa. Tin từ Tasmania, Đảng Tự Do tuyên bố chiến thắng trong tình thế một quốc hội treo. Đảng Tự Do đã tuyên bố chiến thắng trong tình hình một quốc hội treo như kết quả của cuộc bầu cử ở Tasmania cho thấy. Tasmania là tiểu bang duy nhất của Đảng Tự Do cầm quyền từ năm 2014. Kết quả bầu cử cho thấy Tasmania vẫn nằm trong tình trạng quốc hội treo khi mà Đảng Tự Do, mặc dù giành được 12 ghế, tức là nhiều hơn số ghế của Đảng Lao động, nhưng vẫn còn thiếu 6 ghế và do đó không đủ để thành lập chính phủ đa số. Thành phần còn lại của quốc hội sẽ được biết trong vài tuần nữa khi cuộc kiểm phiếu hoàn thành. Kết quả cuối cùng có thể không được biết cho đến sau lễ phục sinh, do gián đoạn vì nghỉ lễ và số ghế quốc hội cũng lớn hơn, nên việc kiểm phiếu kéo dài hơn. Sau chiến dịch bầu cử kéo dài 5 tuần rưỡi, cử tri đã chuyển sang ủng hộ các đảng nhỏ và các ứng cử viên độc lập, những người chiếm gần 34% số phiếu bầu. Lãnh đạo Đảng Tự Do Jeremy Rockliffe, bất chấp việc đảng của ông không giành được đa số phiếu, vẫn tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử. Một trong những đảng dường như đã giành được ưu thế lớn trong cuộc bầu cử này là Đảng Xanh. Có vẻ như Đảng Xanh sẽ nắm từ 3 đến 6 ghế trong quốc hội. Trong khi đó, nhóm nghị sĩ độc lập Jackie Lambie đã qua mùa bầu cử thứ hai và một số tổ chức độc lập cũng đang tranh giành các vị trí trên hàng ghế dự bị. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà các đảng tranh cử cho 35 ghế trong quốc hội sau quyết định mở rộng Hạ viện so với 25 ghế trước đó. Sau đây là tin từ Nam Úc. David Speer khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng Tự Do sau thất bại trong cuộc bầu cử ở Dunstan. Khi Đảng Tự Do Nam Úc đang hướng tới một thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử phụ tại đơn vị Dunstan, lãnh đạo Đảng Tự Do David Speer đã bác bỏ những tuyên bố rằng tương lai của ông đang bị treo lơ lửng. Ngày hôm qua, Đài Số 9 đã tiết lộ các câu hỏi được đặt ra trong nội bộ Đảng Tự Do về việc liệu ông David Speer có nên tiếp tục giữ chức lãnh đạo đảng hay không khi Cressida O'Hanlon của Đảng Lao động chuẩn bị giành được ghế ở khu vực nội thành phía đông Adelaide. Phá vỡ sự im lặng của mình, lãnh đạo phe đối lập nói với Đài Số 9 rằng ông cũng đã xem qua những câu hỏi đó nhưng vẫn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình là an toàn 100%. Ông Speer nói rằng nếu ông thấy có ai đó tốt hơn để lãnh đạo Đảng Tự Do vào thời điểm này thì ông sẽ từ chức. Nhưng hiện tại, có thể nói là không có nhân tuyển nào thích hợp. Phát biểu của ông Speer được đưa ra sau khi ông Vincent Tajia đã từ chối xác nhận đang thách thức vị trí lãnh đạo trong phòng phỏng vấn với Đài Số 9 ngày hôm qua. Cho đến thời điểm này, cử tri vẫn chưa biết ai sẽ kế nhiệm cựu thủ hiến Stephen Marshall tại đơn vị Dunstan khi cả Đảng Lao động và Đảng Tự Do đều đang chứng kiến số phiếu bầu sơ bộ của họ giảm hạ đáng kể. Kết quả sơ khởi cho thấy sự ủng hộ tăng vọt dành cho Đảng Xanh, những người được cho là hướng sự ưu tiên của họ sang Đảng Lao động, có thể sẽ giúp Đảng Lao động giành chiến thắng tại Dunstan. Cuối cùng là tin từ Brisbane, một người đàn ông mắc kẹt trong ống thoát nước suốt 36 giờ. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong hệ thống thoát nước của Brisbane đã may mắn sống sót sau 36 giờ ngâm mình dưới lòng đất sau khi đi xuống cống thoát nước để tìm điện thoại bị rơi. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến khu vực Kangaroo Point trên sông Brisbane vào khoảng 11 giờ sáng hôm qua thứ Hai, sau khi một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị mắc kẹt dưới nắp cống và được phát hiện bởi một người dân gần đó. Tờ Courier Mail cho biết, nạn nhân đã nói với dịch vụ khẩn cấp rằng anh ta đã trải qua gần 36 giờ để bò, đôi khi bị ngập một phần và đôi khi phải vượt qua những đợt nước mưa dâng cao và thậm chí đã uống nước cống trước khi tìm được lối thoát và kêu cứu. Một phát ngôn viên của dịch vụ xe cứu thương Queensland cho biết nạn nhân bị một số vết chảy xước và đã được điều trị do tiếp xúc với thời tiết lạnh, hiện đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc xảy ra trên đường Casoba Street gần Lambert Street ngay trung tâm Brisbane CBD. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV Australia.
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.